Thưa quý vị, thưa các bạn, những sản phẩm của OCOP đều là những sản phẩm bước ra từ làng, mang nhiều bản sắc vùng miền. Thêm vào đó, những sản phẩm này có sự tham gia của chính người dân, nên việc xây dựng thương hiệu, lên phương án sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại đều còn bỡ ngỡ. Với sự hướng dẫn giúp đỡ của cơ quan chuyên môn, của chính quyền địa phương, giờ đây, người dân đã có thể tự mình làm được, tự đưa ra những sản phẩm truyền thống của cộng đồng trở thành hàng hóa, bước ra thị trường. Tuy nhiên, để các sản phẩm OCOP được người tiêu dùng biết đến, nên chăng cần những điểm bán hàng chuyên biệt cho sản phẩm này? Huyện vùng cao Bát Sát, mô hình liên kết sản xuất gạo Sáng Cù giữa nông dân xã Mường Vi với hợp tác xã Tiên Phong là một ví dụ. 4 năm thực hiện liên kết, trên 160 hectare đất ruộng hai vụ lúa của Mường Vi đã được bà con gieo cấy hoàn toàn bằng giống lúa đặc sản Sáng Cù. Bình quân mỗi năm, xã Mường Vi cung cấp ra thị trường khoảng 1.600 tấn thóc Sáng Cù với giá bán cao gấp đôi các loại thóc thường, mang lại giá trị thu nhập từ 20 đến 22 tỷ đồng. Hợp tác xã Tiên Phong đã phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng xã Mường Vi xây dựng thành công mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gạo Sáng Cù an toàn, nhằm giúp sản phẩm gạo Sáng Cù Mường Vi có những giá trị cao hơn, có thị trường tiêu thụ rộng rãi hơn. Vâng, thưa chị, khi sản phẩm của gạo Sáng Cù của hợp tác xã đã được chứng nhận 4 sao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì đây cũng là một cái chứng nhận cho thực tế cho rằng là một sản phẩm của đơn vị đã được đạt tiêu chuẩn chất lượng và được người tiêu dùng được đánh giá chất lượng cao. Khi sản phẩm được 4 sao thì sản phẩm của hợp tác xã đã tăng theo từng tháng. Từ đầu năm 2019 tới nay được chứng nhận thì hợp tác xã đã tăng sản lượng thêm 10 đến 15% trên tháng. Thì đó cũng là một cái chứng nhận để hợp tác xã phấn đấu để đưa sản phẩm gạo Sáng Cù đưa rộng ra cả nước. Dù chỉ là một trong những món giản dị nhưng lại rất phổ biến và không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của đồng bào dân tộc nơi đây, đó là tương ớt Mường Khương. Cũng chỉ là món gia vị bình dân nhưng tương ớt Mường Khương lại có nét đặc trưng riêng biệt, mang đậm cái hồn ẩm thực của người dân vùng cao, hấp hồn không ít thực khách đến từ mọi vùng miền khác trong và ngoài nước có dịp đến Lào Cai. Hợp tác xã, cái sản phẩm nước của hợp tác xã thì cũng được lọt vào cái OCOP của tỉnh năm 2018, cũng gần được một năm rồi. Thế nhưng mà từ khi sản phẩm được đạt OCOP thì cũng được các sở ban ngành hỗ trợ về quảng bá sản phẩm đi các tỉnh, ví dụ như các hội chợ OCOP của các tỉnh. Lào Cai đã có khoảng 27 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên. Theo mục tiêu đề ra của chương trình, mỗi xã một sản phẩm OCOP, Lào Cai phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 60 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Từ đó sẽ lựa chọn 3 sản phẩm để trình Hội đồng chấm điểm OCOP Trung ương phê duyệt. Các sản phẩm thuộc các nhóm đồ uống, thảo dược, lưu niệm, đồ nội thất và nhiều sản phẩm nông nghiệp như là chè ô long, mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa, gạo Sáng Cù, tương ớt, thịt sấy, lạp sườn, v.v. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các sản phẩm OCOP vẫn chưa có điểm bán hàng riêng và chuyên biệt. Triển khai những cái điểm bán này thì thực tế là chúng tôi cũng đang gặp phải một số những cái khó khăn bất cập, như là cái vị trí địa điểm thì nói chung là nó cũng chưa được thuận lợi, bởi vì là mới bước đầu thì do cái việc lựa chọn cái địa điểm ấy là tỉnh còn phải quy hoạch rồi sắp xếp, cho nên là như ở thành phố Lào Cai thì đang trước mắt là sẽ được sắp xếp tại ở cái chợ Kim Tân, và ở Sapa thì cũng lại sắp xếp ở cái chợ trung tâm thị trấn Sapa. Thế còn sau này thì theo quy hoạch thì tỉnh sẽ bố trí cho ngành công thương và ngành nông nghiệp những cái điểm bán ở những cái nơi trung tâm mà ở trong đô thị, mà nơi có thể là thu hút khách du lịch và người dân quan tâm đến được nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là cái nhận thức của một số cái cơ sở sản xuất cũng như là những cái doanh nghiệp mà đã có những sản phẩm OCOP ở trên địa bàn tỉnh ấy, và cũng như là những cái doanh nghiệp mà sẽ sản xuất những sản phẩm OCOP theo cái đề án, thì cái việc mà nhận phát triển cái sản phẩm OCOP này là nó cũng còn chưa được tương xứng với lại cái tiềm năng, cho nên là bây giờ trước mắt là cái sản phẩm vào với các điểm bán này nó chưa nhiều, nên là khi chưa phong phú dẫn đến là cái sự thu hút đối với người dân quan tâm cũng như là khách du lịch chưa được nhiều. Hiện Lào Cai đã triển khai 2 điểm bán hàng nông sản an toàn tại thị trấn Sapa và chợ nông sản Kim Tân.
việc triển khai hai điểm bán hàng nông sản an toàn nhằm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn, đặc hữu của Lào Cai cũng như các sản phẩm OCOP đã được chứng nhận tới các doanh nghiệp tiêu thụ và người tiêu dùng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, tạo địa chỉ mua sắm tin cậy các sản phẩm nông sản an toàn, đặc hữu của tỉnh Lào Cai. Đây cũng là nơi quảng bá, giúp đặc sản của Lào Cai đến gần với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP có chỗ đứng cũng như được phát triển hơn nữa, thì Lào Cai cần triển khai các điểm bán hàng chuyên biệt cho sản phẩm này, cũng như đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Ngay trong những tháng của cuối năm 2019 này, thì chúng tôi đang tập trung là hỗ trợ cho các doanh nghiệp là mà đại diện là cái hội nông sản an toàn của tỉnh, rồi hội cá nước lạnh của tỉnh sẽ tham gia tất cả các cái chương trình kết nối cung cầu của các tỉnh trong khu vực cũng như là ở trong các miền Bắc Trung Nam. Thế và tham gia các cái hội chợ của thương mại, hội chợ thương mại mà nằm trong cái chương trình xúc tiến thương mại quốc gia cũng như là chương trình khuyến công quốc gia ở tất cả các vùng biển. Thì theo như đăng ký qua chúng tôi đã đang hỗ trợ thì trong 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã tham gia 9 cái hội chợ này ở các vùng biển. Thế và từ nay đến cuối năm thì còn khoảng 13 cái hội chợ nữa mà chúng tôi đã đăng ký. Hy vọng với những nỗ lực từ phía cơ quan chức năng và cả doanh nghiệp, các sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai sẽ ngày càng phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân.